Xin chào quý vị, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn Syngenta nhé. Để tìm hiểu về sự phát triển của tập đoàn Syngenta, đầu tiên nhất chúng ta sẽ tìm hiểu về công ty Syngenta Thụy Sĩ. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Syngenta Thụy Sĩ thì công ty Syngenta Thụy Sĩ được hình thành bởi tiền thân là công ty Ciba-Geigy AG do ông Johann Rudolf Ghegy thành lập năm 1758. Đây là một cái công ty sớm bắt đầu sản xuất các cái thuốc nhuộm cho ngành dệt may và tham gia vào thị trường hóa chất dược phẩm những năm 1930. Bên cạnh đó thì có một công ty Ciba AG được thành lập năm 1850. Nó bắt đầu vào sản xuất với tư cách là một cái doanh nghiệp nhuộm lụa và chuyển sang lĩnh vực dược phẩm hóa chất vào năm 1900. Vào thời điểm đó thì nó là công ty hóa chất lớn nhất ở Thụy Sĩ. Và năm 1970 thì công ty Ciba-Geigy AG và công ty Ciba AG quyết định sáp nhập với nhau với cái tên được sáp nhập là Ciba-Geigy AG. Sau 22 năm hoạt động thì công ty Ciba-Geigy AG quyết định đổi tên thành công ty Ciba và 4 năm sau công ty Sandoz sáp nhập vào công ty Ciba. Đó là năm 1996 để cho ra tập đoàn Novartis AG có trụ sở tại Basel, Thụy Sĩ. Tập đoàn Thụy Sĩ hoạt động chủ yếu là tân dược, nông dược và hóa chất y tế. Song song với lại tập đoàn Novartis AG ở Thụy Sĩ thì ở Anh Quốc có một tập đoàn, đó là tập đoàn Zeneca, cũng chuyên hoạt động chủ yếu về tân dược, nông dược, hóa chất y tế. Đến năm 2000 thì mảng nông dược của tập đoàn Novartis AG và mảng nông dược của Zeneca sáp nhập với nhau để cho ra công ty Syngenta, và sự kiện thành lập công ty Syngenta được diễn ra vào ngày 13 tháng 11 năm 2000. Như vậy thì Syngenta nó được tạo ra bởi 242 năm hoạt động của các công ty tiền thân ở nhánh nông dược, và đến nay thì xem như Syngenta đã có lịch sử phát triển hơn 260 năm. Và Syngenta phát triển ở trong lĩnh vực nào? Thứ nhất là Syngenta phát triển về lĩnh vực nông dược, thuốc bảo vệ thực vật. Mảng thứ hai đó là mảng công nghệ lai tạo hạt giống. Mảng thứ ba là mảng công nghệ giống chuyển gen, và mảng thứ tư là hóa chất xử lý côn trùng trong các cái kho bãi. Và như vậy thì chúng ta biết được lịch sử hình thành của công ty Syngenta, và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của Syngenta Group nhé. Đối với lại Syngenta Group là một cái tập đoàn mới được hình thành với 4 nhà sản xuất hàng đầu, đó là ChemChina, Adama, SinoChem và Syngenta. Như vậy chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo, đó là ChemChina. ChemChina được thành lập năm 1984 ở Trung Quốc và hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh như là hóa chất đặc biệt, lọc dầu và máy móc hóa chất. Doanh thu năm 2019 là khoảng 67 tỷ đô. Tiếp theo đó là công ty Adama. Công ty Adama được thành lập từ những cái công ty tiền thân vào năm 1945, là một phần của cái hành trình giúp người nông dân phủ xanh sa mạc một cách bền vững và giúp cho cả một quốc gia phát triển thịnh vượng, đó là quốc gia Israel. Và trụ sở của Adama là ở Israel, một cái quốc gia rất là nổi tiếng về nông nghiệp, tuy là ở trên đó có tới 90% là sa mạc. Và vào năm 2010 thì ChemChina và Adama sáp nhập với nhau nhưng vẫn hoạt động độc lập, và đến năm 2017 thì có một cái sự kiện sáp nhập với 43 tỷ đô, hình thức hoạt động vẫn độc lập phát triển các lĩnh vực hiện có của các công ty, đó là ChemChina, Adama và Syngenta sáp nhập bởi một ông chủ chính, đó là ChemChina. Và ở Trung Quốc thì cũng có một tập đoàn, đó là SinoChem, được thành lập vào năm 1950, hoạt động các lĩnh vực đa dạng bao gồm năng lượng, hóa chất, tài chính và bất động sản. Doanh thu năm 2019 là khoảng 89 tỷ đô. Đến đầu năm 2021 thì SinoChem quyết định sáp nhập với lại ChemChina để tạo ra một tập đoàn SinoChem Group. Và đến ngày 18 tháng 6 năm 2021 thì Syngenta Group chính thức được thông báo thành lập tại Thụy Sĩ. Và tập đoàn mới này có trụ sở tại Thụy Sĩ với 48.000 nhân viên, hoạt động tại hơn 100 quốc gia, có doanh thu khoảng 23 tỷ đô, lĩnh vực nông dược trong năm 2019. Syngenta Group được hình thành bởi 3 cái nhà sản xuất lớn, đó là Syngenta, Adama và Syngenta Group China. Và tập đoàn sẽ hợp nhất cái thế mạnh của Syngenta AG có trụ sở tại Thụy Sĩ cũng như là Adama có trụ sở tại Israel và các cái hoạt động kinh doanh nông nghiệp của SinoChem có trụ sở tại Trung Quốc. Sau khi thành lập, Syngenta Group là một cái tập đoàn dẫn đầu thị trường toàn cầu về nông dược và đứng thứ 3 toàn cầu về hạt giống, dẫn đầu thị trường về phân bón ở Trung Quốc, đã bao gồm cả trung tâm giải pháp nông nghiệp hiện đại, nhà cung cấp dịch vụ nông nghiệp hàng đầu tại Trung Quốc. Tập đoàn cung cấp các cái giải pháp nông học toàn diện và dịch vụ nông nghiệp kỹ thuật số. Thì Syngenta Group nó bao gồm có Syngenta về thuốc bảo vệ thực vật, Syngenta về hạt giống, Adama và kể cả Syngenta Group China là bao gồm ChemChina và cái SinoChem. Đó là một số thông tin chúng tôi chia sẻ về sự hình thành và phát triển của công ty Syngenta cũng như là tập đoàn Syngenta. Rất mong nhận được sự quan tâm, theo dõi và đóng góp ý kiến xây dựng video của quý vị. Hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để xem những thông tin mới nhất của kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.